Xin chào anh em đã quay trở lại với Hùng Mobile. Không thể phủ nhận rằng sau khoảng 1.5 năm ra mắt thì Note 10 Plus vẫn là chiếc flagship có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn trên thị trường. Mình tin chắc rằng hiện nay vẫn sẽ có rất là nhiều anh em sẵn sàng xuống tiền để mua Note 10 Plus thay cho những dòng flagship thế hệ sau, ví dụ như là Note 20 Ultra hoặc là mới đây nhất là dòng S21 series. Và mình cũng là một người bị ảnh hưởng và có ấn tượng cực kỳ lớn về Note 10 Plus. Vì thế nên trong video này, anh em hãy cùng mình đánh giá xem là trong năm 2021, một chiếc flagship cũ đến từ năm 2019 vẫn sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm cũng như là cái cảm nhận như thế nào. Mặc dù đã ra mắt hơn 1 năm nhưng thiết kế và kiểu dáng của Note 10 Plus vẫn có thể đánh giá là xuất sắc và không hề lỗi thời. Cụm camera sau của Note 10 Plus được bố trí theo chiều dọc lệch về phía bên trái giúp tổng thể mặt lưng của máy cân đối và gọn gàng. Thiết kế vuông vức mang đặc trưng thương hiệu của dòng Galaxy Note tiếp tục được kế thừa trên Note 10 Plus. Note 10 Plus có ngôn ngữ thiết kế cứng cáp và nam tính. Tuy nhiên, do quá vuông vắn mà cảm giác cầm nắm Note 10 Plus sẽ không thực sự thoải mái lắm trong thời gian dài. Nhưng xét cho cùng, đây thực sự không thể coi là một điểm trừ của chiếc flagship ra mắt vào năm 2019. Màn hình tràn viền, vắt cong nhẹ hai cạnh bên đặc sệt thương hiệu của Samsung. Đặc biệt, Note 10 Plus tại thời điểm ra mắt là chiếc điện thoại có màn hình sở hữu 4 cạnh mỏng và đều nhau nhất trên thị trường. Duy nhất chỉ có camera selfie đục lỗ ở giữa màn hình là một hạn chế trong trải nghiệm. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được vì đây là giới hạn về mặt công nghệ. Nếu như anh em không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều khi sử dụng, anh em có thể bật chế độ giao diện màu tối. Với đặc tính của màn AMOLED, màu đen được hiển thị cực sâu nên camera selfie gần như bị ẩn đi hoàn toàn trong chế độ này. Toàn bộ mặt trước và mặt sau của Note 10 Plus được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla thế hệ thứ 6, đi cùng với khung viền bằng kim loại. Có một chi tiết ở đây đó là phía dưới cạnh đáy, bút S Pen, cổng sạc Type-C, loa mic thoại đều được bố trí 5 cân đối trên một đường thẳng. Qua đây có thể thấy sự tỉ mỉ trong thiết kế của Samsung trên Galaxy Note 10 Plus. Khi so với các flagship thế hệ sau của Samsung, ví dụ như là S20 Ultra hay là Note 20 Ultra, thì cái điểm giá trị nhất trong thiết kế mà Note 10 Plus mang lại đó là cái cụm camera quá đẹp và nhỏ gọn. Đây có lẽ là điều mà rất là nhiều người ưa thích trên Note 10 Plus. Nếu muốn tìm ra một chiếc flagship cũ có thiết kế vừa hiện đại này, vừa thời trang và vừa không lỗi thời, thì hiện tại Note 10 Plus đã bỏ xa hầu hết tất cả mọi đối thủ ra mắt cùng thời điểm lúc đó. Xa đến màn hình, không có gì để bàn cãi về màn hình cũng như là chất lượng hiển thị trên Galaxy Note 10 Plus nói riêng cũng như là các dòng flagship Samsung nói chung. Màn hình kích thước 6,8 inch, tấm nền Dynamic AMOLED, độ phân giải tối đa là 2K+. Hỗ trợ định dạng HDR10+ sẽ cho chất lượng hiển thị hoàn hảo, màu sắc rực rỡ, nịnh mắt. Có lẽ rất khó để chê Note 10 Plus về trải nghiệm thực tế trên màn hình. Ở chế độ màu cơ bản, màu sắc trên màn hình của Note 10 Plus sẽ hơi bị ám xanh một chút, còn chế độ tự nhiên thì sẽ tương đối chính xác và thực tế. Chúng ta có thể tự điều chỉnh lại để phù hợp theo tiêu chuẩn sử dụng của cá nhân. Độ sáng tối đa khi điều chỉnh trên thanh cài đặt ở mức trung bình khoảng 381 nits, nhưng khi ra ngoài trời thì tự động được đẩy lên tận 794 nits. Do vậy dưới ánh nắng, chúng ta vẫn có thể sử dụng được Note 10 Plus hoàn toàn bình thường và màn hình không bị bóng hay là bị lóa. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, vào năm 2021, nếu như mua Note 10 Plus thì chắc chắn chúng ta sẽ phải chấp nhận rằng sẽ chỉ được trải nghiệm tần số quét là 60Hz truyền thống thay vì 120Hz như đa số các dòng flagship mới bây giờ. Cảm biến vân tay siêu âm cho màn hình hoạt động nhanh, chính xác hơn so với thế hệ S10 trước đó. Tuy nhiên thì do hiệu ứng mở khóa hơi cầu kỳ nên cảm giác khi mở sẽ bị delay khá lâu. Vấn đề này có thể cải thiện bằng cách tắt hiệu ứng khi nhận diện vân tay. Note 10 Plus có cụm loa kép stereo chất lượng cao, loa trên tích hợp với loa thoại và âm lượng tương đối cân bằng so với loa dưới. Chất lượng âm thanh khá ấn tượng so với một chiếc điện thoại, treble hay bass thì đều có đủ, không bị quá chói hay là quá trầm. Về hiệu năng, Exynos 9825 và Snapdragon 855 trên Note 10 Plus thực sự vẫn có thể đáp ứng được một cách xuất sắc cho các tài vụ nặng và phức tạp nhất. Hiệu năng của Note 10 Plus vẫn nằm trong top đầu thị trường. Nếu chỉ nói về mức giá bán thì hiện tại Note 10 Plus còn bỏ xa những đối thủ khác cùng phân khúc. So sánh với thế hệ S10 Plus trước đó, trên phiên bản chip Exynos thì mặc dù có cải tiến hơn về mặt thông số kỹ thuật, nhưng hiệu năng thực tế không thực sự khác biệt đến mức có thể nhận ra được. Bên cạnh đó, dung lượng RAM 12GB kết hợp cùng bộ nhớ UFS 3.0 cho tốc độ đọc, ghi dữ liệu và đa nhiệm thực sự rất là ấn tượng và thoải mái. Về dung lượng pin, Note 10 Plus có viên pin 4300mAh. Đây là một con số không quá ấn tượng trong thời điểm hiện nay. Nhưng thực tế, Note 10 Plus có thời gian chờ rơi vào khoảng 107 tiếng và có thể kéo dài hơn nếu cài đặt máy trong chế độ tiết kiệm pin. Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W, nhưng nếu như anh em khi mà mua máy nguyên siêu nguyên hộp thì củ sạc đi kèm theo máy chỉ là 25W. Nếu muốn sạc 45W thì anh em sẽ phải đầu tư thêm vài trăm nghìn cho một bộ sạc công suất 45W này. Về camera, Note 10 Plus có cụm 4 ống kính gồm một ống kính chính góc rộng 12MP, một ống kính tele 12MP hỗ trợ zoom 2x, một ống kính góc siêu rộng 16MP và một cảm biến lấy nét 3D TOF. Ống kính 12MP là ống kính phổ thông đã từng xuất hiện từ Galaxy S9 trước đó rất lâu. Tuy nhiên đến Note 10 Plus, chip xử lý và hệ thống xử lý ảnh đã được cải tiến nên chất lượng ảnh cũng nhờ đó được nâng cao lên rất là nhiều. Camera chính cho ảnh ít bị noi, chi tiết sắc nét, màu sắc đậm, rực rỡ trong điều kiện ban ngày. Mình có so sánh với ảnh chụp trên S10 5G bản Exynos thì ảnh trên Note 10 Plus có độ tương phản thấp hơn, giải tần lại sáng rộng hơn nhưng nhiều lúc sẽ bị bệt hơn so với S10 5G. Sang chế độ chụp bằng ống kính tele, độ chi tiết kém hơn nhưng quy trình và hệ thống xử lý ảnh tương tự nên chất lượng ảnh có thể coi là đồng đều so với ống kính chính. Khẩu độ lớn nên ảnh thu sáng tốt, ít bị nhòe và zoom.
Ở ống kính này, Note 10 Plus vẫn hơn S10 5G về giải tần điện sáng rộng, HDR hoạt động tốt. Có nhiều đánh giá cho rằng vào thời điểm ra mắt, Note 10 Plus có ống kính ultra wide cho góc chụp thuộc top rộng nhất lúc đó. Tuy nhiên thì các chi tiết ở các phần rìa và góc ảnh gần như không bị méo hay bị bẻ cong. So với S10 5G, một lần nữa màu sắc, giải tần điện sáng, HDR trên Note 10 Plus đều nổi bật hơn nhiều, có thể nhận ra ngay bằng mắt thường. Trong điều kiện trời tối, ảnh chụp bằng ống kính thường có chất lượng cao, độ chi tiết ổn định, màu sắc tương đối tốt. Nếu bật chế độ chụp đêm lên thì giải tần điện sáng mặc dù đã rất tốt nhưng cũng được cải thiện thêm khá là nhiều. Vì vậy chế độ chụp đêm sẽ có tác dụng phụ thuộc vào từng khung cảnh cụ thể và theo nhu cầu của anh em. Bật hay không bật thì chất lượng ảnh vẫn cho ra đều rất là tốt. Khi so với S10 5G thì gần như không có gì khác biệt. Sang ống kính ultra wide, mặc dù cảm biến nhỏ hơn nhưng chất lượng ảnh vẫn ở mức tốt kể cả không bật chế độ chụp đêm. Với ống kính này, chế độ chụp đêm có tác dụng cải thiện giải tần điện sáng giúp ảnh sáng hơn, các mảng sáng tối rõ ràng hơn và đổi lại nước ảnh sẽ bị bệt và nhòe hơn khá là nhiều. Chế độ chụp xóa phông trên Note 10 Plus hoạt động tốt, chúng ta có thể chụp xóa phông bằng cả ống kính chính và ống kính tele. Cảm biến lấy nét TOF 3D hoạt động hoàn hảo, nhận diện và bóc tách chủ thể cực chính xác và bắt nét chuẩn kể cả trong các bối cảnh lộn xộn và phức tạp. Với độ phân giải 4K, anh em có thể lựa chọn quay video bằng cả 3 ống kính chính góc rộng, ống kính ultra wide và ống kính tele với 30fps hoặc là 60fps. Chế độ siêu chống rung hoạt động ở độ phân giải Full HD 30fps, chuyển động cho video mượt, không gặp phải tình trạng rung lắc hay là gai trong khi quay. Cuối cùng, bút S Pen thực sự sẽ mang lại giá trị sử dụng cực lớn nếu chúng ta biết cách khai thác hợp lý. Mặc dù Samsung đã cố gắng trang bị nhiều tính năng thừa thãi cho bút S Pen, ví dụ như là điều khiển từ xa, nhưng không thể phủ nhận rằng bút S Pen thực sự rất hữu ích cho một số tác vụ cụ thể. Ví dụ như đối với những người dùng có tính chất công việc thường xuyên phải ghi chép, viết lách, sáng tạo ý tưởng thì chắc chắn là không thể sống thiếu cái bút S Pen này. Không chỉ thế, Note 10 Plus còn có thể kết nối với máy tính Windows thông qua ứng dụng Your Phone trên Windows 10 hoặc cầu kỳ đa chức năng hơn thì với Samsung Dex. Với cái bút S Pen, chúng ta hoàn toàn có thể trình chiếu slide thông qua kết nối màn hình, TV mà không phải phụ thuộc vào một chiếc laptop hay là máy tính thông thường. Và vừa rồi là những trải nghiệm và đánh giá về Galaxy Note 10 Plus trong năm 2021. Để nhận xét về Note 10 Plus thì thật sự nó là một chiếc flagship rất thành công của Samsung và mình tin chắc rằng nó vẫn sẽ để lại dấu ấn cũng như là có cái sự ảnh hưởng cực kỳ là lớn trên thị trường trong một khoảng thời gian tương đối dài nữa. Và nếu như anh em nào đã và đang trải nghiệm Galaxy Note 10 Plus thì mình hy vọng rằng anh em cũng sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân của mình trên chiếc điện thoại này để chúng ta có một cái nhìn tổng quát và khách quan nhất về Galaxy Note 10 Plus. Cảm ơn anh em đã xem video này của Hồ Mobile. Tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em trong video lần sau.